Bất động sản Đất Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để đến chị một căn nhà ha. Ở mặt tiền đây là đường nhựa luôn chị. Đường này kia bằng đường huyện lộ 34 chị ha. Rất là rộng chị ha. Cho xe ô tô, xe tải mà lưu thông rất là dễ dàng nha chị. Với ngang là 3,5 m, chiều sâu là 36 m nha. Đặc biệt á, căn nhà mình có thổ cư là 60 m². Và đặc biệt thứ hai á là căn nhà mình nở hậu ra là 4,5 m chị ha. À, rất là đẹp anh chị nha. Lên tổng diện tích là 150 m². Cái hướng căn nhà mình nằm đây là hướng tây nam nha anh chị. Chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Căn nhà mình á thì chủ đang ở luôn chị ha. Tại vì hai chồng ly dị nên phải chia tài sản nên mới bán chị ha. Nhà thì còn mới tinh luôn chị, mới xây dựng được khoảng là 5 tháng chị ha. Đã ốp gạch nè, được một phòng khách nè, hai phòng ngủ nè, một không gian bếp khá là rộng rãi nha, và một cái nhà vệ sinh, nhà tắm chị ha. Ở đây thì trước màn hình mình chị đi khoảng là 100 m thôi. Anh chị có cái chợ tạm anh chị, nhưng mà bán đầy đủ chị ha, rau củ quả buổi sáng bắt đầy đủ luôn. Có trường mầm non và trường tiểu học trước màn hình mình chỉ có 100 m thôi, rất là gần nha chị. Ví dụ về đây con cái mình nhỏ mà đi bộ xíu rồi tới rồi, trường học rồi. Mình đi chợ cũng rất là gần nữa. Cổng trên đường này mình đi khoảng là 2 km là đụng tới quốc lộ A, ngay chỗ vị trí là cây cầu Kinh Sáng anh chị. Ở đó có chợ Long Định đó chị ha. Ở đó thì có đầy đủ hơn như là ngân hàng nè, điện máy xanh nè, trường học nè, ủy ban nè, đầy đủ luôn chị ha. Rồi để quay hướng ngược lại cho anh chị xem. Ở đây thì có đèn đường luôn. Điện nước, cáp, wifi đầy đủ luôn chị nha. Tại nhà đang ở luôn mà. Tại dân cư rất là đông đúc. À chị không? Ở đây anh chị về mình có thể mình buôn bán cà phê, bán nước. Hiện tại thì chủ là làm bên spa anh chị, chăm sóc da nè, rồi làm em móng tay, móng chân rồi chị ha. Hiện tại chủ đang làm. Và có buổi tối bán thêm là nước mía nè chị nha. Nên đây mình về mình ở đó, thì thứ nhất, cái thứ hai là kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện nha. Còn hướng ngược lại anh chị đi khoảng là 400 m đổ lại thôi là sẽ có đường ra về chợ đầu mối Tây Cây Vĩnh Kim đó, là về phải qua cầu Long Hưng. Còn về trái là về thành phố Mỹ Tho là khoảng là 8 km là tới ha. Còn ở đây có một cái trường học nữa chị, trường trung học anh chị ha, Long Hưng, là đi khoảng 200 m là tới rồi anh chị nha. Có trường mới làm rất là lớn. Còn bên tay phải mình đây anh chị có một view cực kỳ đẹp anh chị ha. Đây em quay qua cho anh chị xem. Bên đây thì có một cái sông rất là lớn. Sông này khi bằng sông Nguyễn Tấn Thành nha anh chị. Em quay ra cho anh chị xem. Đây rất là lớn, khoảng là 60-70 m anh chị, rất là rộng anh chị thấy không. Nhiều lúc anh chị mình có thể mình bơm cát gì đó, tàu ghe rất là thoải mái nè. Đó, chiều chiều anh chị có thể mình làm cái chòi quen sông, chòi tre rất là đơn giản đây. Đó, mình uống nước trà hay là mình sương sương vài chai buổi chiều anh chị nha. Đây có thể anh chị có thể câu cá nè, giải trí nè, rất là tuyệt vời. Thật ra sông này rất là lớn, rất là mát mẻ. Còn cái thứ hai á, anh chị có thể mình có cano anh chị. Đó, mình đi xa về đây, đó mình đi cano, mình đậu trước cái căn nhà mình luôn, rất là tiện nha anh chị. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chỉ căn nhà và ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây căn nhà mình là nhà có Thái chị ha, rất là đẹp. Và nhà mình có thổ cư sẵn đó, mình rất yên tâm anh chị ha. Rồi cái ranh là bên tay trái màn hình anh chị đó. Mấy anh chế anh chị ha. Đó, qua bên tay phải mình là 3,5 m. Đất mình thì gia chủ xây dựng nhà là hết đất luôn chị nha. Đây quay không gian rộng cho chị xem. Ở đường huyện lộ 34 này chị thì có lộ giới là 9 m chị ha, nên còn lại khoảng là 27 m là xây dựng hết đất luôn. Ở đây là không gian rộng cho chị xem nè, rất là rõ ha. Đây chị không, đường nhựa rất là thông thoáng, hồ ven sông đó rất là đẹp chị ha. Các cô chú nào lớn tuổi mà thích về dưới quê, thích có không khí trong lành, mát mẻ, đây là vị trí khá đẹp cho cô chú và anh chị nha.
Rồi em xin mời chị, em sẽ đi vô căn nhà để cho anh chị và cô chú mình tham quan ở bên trong ha. Đây là cái sân anh chị. Đó. Buổi chiều thì chỗ bán nước mía, ở không là làm bên spa. Đó, làm móng đó anh chị ha. Đây là không gian chỗ để đồ đạc anh chị ha. Đây chỗ nước mía, còn đây là mấy tủ làm bên spa móng đó anh chị ha. Làm neo á. Đây cái nền nhà thấy không, chỗ làm rất là cao ở đây là cái sân, còn đây có thềm lên cái nhà đây. Đây cái nhà này là chủ hai chồng tâm huyết của gia đình ha, đó, xây để ở phải kinh doanh buôn bán nên làm rất là chắc chắn, rất là đẹp. Gia chủ thiết kế đầy đủ hết, có camera quan sát nhà đầy đủ hết nha, cũng ốp lên tới trần luôn, là phòng luôn. Ở đây thì có một lớp cửa nữa, cửa là khung sắt lồng kiến cường lực nha anh chị. Ở đây có một cái hồ nuôi cá nè, kiển đó, cũng rất là đẹp anh chị ha. Còn đây là không gian phòng khách anh chị ha. Đây thì cũng có đầy đủ, có tivi rồi cũng đóng lập phong toàn bộ căn nhà luôn anh chị nha. Đây của thờ, đây là gia chủ thờ Phật anh chị ha, mẹ Quan Âm. Bên tay phải và dài ra phía sau thì có rất là nhiều cửa sổ, rất là thông thoáng căn nhà của mình anh chị ha. Nhiều lúc mà mở ra cho nó mát mẻ, thông thoáng căn nhà anh chị, lên sáng vô nè, lấy vô trời vô chị ha. Đây thì gia chủ ốp gạch cao khoảng là 3 mét anh chị. Đây là thông địa. Đây là không gian ra phía sau anh chị. Đây là phòng thứ nhất anh chị ha. Đây phòng thì em thấy cũng rộng rãi, rất là thông thoáng nha anh chị. Rồi để quay cao cho chị xem luôn. Trên đây thì cũng đóng lập phong hết luôn nha, có tivi và có máy lạnh đầy đủ trong phòng hết. Mong anh chị và cô chú xem hết cái video của em nha, để mình nắm được cái thông tin chính xác căn nhà nhu cầu mình mua ở khu vực này anh chị ha. Căn nhà mình có thổ cư là 60 m². Còn đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì để mấy cái tủ quần áo của mấy đứa con của gia chủ. Rất là nhiều đồ đạc ha. Tại vì căn nhà thì chủ đang ở anh chị nên đồ đạc hay bị bộn, anh chị và cô chú mình thông cảm nha. Bên tay phải anh chị thấy không, dài ra phía sau đều có cửa sổ hết anh chị nha, rất là thông thoáng nha anh chị. Đất của mình thì gia chủ là xây dựng hết đất luôn chị nha. Đó, không gian chị không, rất là rộng rãi. Đây là không gian bếp nè, để quay không gian rộng cho chị xem. Rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị ha. Anh chị về mình thiết kế mấy cái hộp ở dưới tủ nhôm ấy, cái cửa lùa anh chị, để mình để đồ đạc cái dưới, nồi ơ dưới, chén gì đó dưới đây cho nó gọn gàng anh chị ha, ngăn nắp hơn. Đây chỗ rửa chén bát, đây là có tủ lạnh, đây có một cái tủ bằng inox lên chị ha, kệ inox đây. Đây là khu vực phía sau chủ phơi quần áo ở khu vực này ha. Dưới cũng có một cái sàn nước anh chị, đây có cái vòi nước đây nữa nè, có thể mình rửa mặt lớn như là nồi ở đây hay giặt đồ ở khu vực này nha. Còn đây thì có một cái khung sắt là cửa sổ rất là lớn để lấy ánh sáng vô chị ha, lấy ánh nắng vô. Còn cuối cùng đây là cái nhà vệ sinh, nhà tắm anh chị ha. Không gian bên trong thì em thấy cũng rất là rộng, nó cũng ốp gạch lên cao 3 mét luôn. Ở đây thì gia chủ thiết kế thì máy giặt nằm ở trong nhà vệ sinh luôn chị. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm căn nhà nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha chị. Với ngang là 3,5 m đường nhựa, chiều sâu là 36, nở hậu là 4,5 m nha. Căn nhà mình khối thổ cư là 60 m². Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giống hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe,
làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.